dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nếu Manchester United muốn giành quyền vào chơi ở vòng bán kết, ngăn chặn thành công Lionel Messi là điều kiện thiết yếu mà Quỷ Đỏ cần làm trong hai cuộc đối đầu với Barcelona sắp tới. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Barcelona có thể chơi không quá xuất sắc như trước, nhưng một khi đội chủ sân Nou Camp còn có sự phục vụ của Messi, họ vẫn là đội bóng đáng sợ. Dù các đồng đội có thể thi đấu kém cỏi nhưng siêu sao người Argentina vẫn thi đấu rất bùng nổ qua mỗi trận đấu. Cuối tuần rồi, Messi vừa có bàn thắng thứ 13 trong 9 lần ra sân gần nhất khi gã khổng lồ xứ Catalan đánh bại Atletico Madrid. Với kết quả này, dường như có thể khẳng định nhà đương kim vô địch La Liga sẽ bảo vệ ngôi vương của mình, và đó thực sự là cú hích tinh thần lớn dành cho Barcelona trước chuyến làm khách đến nước Anh tại Champions League. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Messi nguy hiểm thế nào ai cũng biết, và đặc biệt Mai Phelan, vị trợ lý của Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford càng hiểu rõ điều đó. Chính vì thế mà trong trận đấu vừa rồi cả hai đều đến sân Nou Camp dự khán. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Trước đây, Phelan từng làm trợ lý của Sir Alex Ferguson và đều chứng kiến MU thất bại trước Barcelona trong hai trận chung kết 2009-2011. Bởi vì vậy, Phelan hiểu rõ cầu thủ người Argentina và ông đã nhận ra tiền đạo của Barca đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm trước. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Kể từ thời điểm đó, bây giờ cậu ta còn đáng sợ hơn rất nhiều và vẫn tiếp tục làm được những điều mà bản thân cậu ta thực hiện giỏi nhất. Lúc đó, cậu ta là một phần trong cả tập thể xuất sắc, nhưng bây giờ đã có vài điều thay đổi. Vì bây giờ cậu ta đang nhân tố chủ chốt, cá nhân xuất chúng tại Barcelona, và điều này thật khác so với tầm 10 năm trước cậu ta chơi bên cạnh Iniesta, Xavi cùng một vài cầu thủ đẳng cấp khác. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, cánh tay phải của Ferguson ngày xưa cũng khẳng định Barca là đội xứng đáng giành thắng lợi ở hai trận chung kết. Ông nói thêm, giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Tôi nghĩ họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào lúc bấy giờ. Họ được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân tài ba rồi đưa bóng đá lên một tầm cao mới, đẳng cấp mới, và quan trọng là luôn cực kỳ hiệu quả. Chúng tôi đã bị đánh bại một cách tâm phục mặc dù đã cố gắng chiến đấu. Nhưng chúng tôi thực sự không đủ tốt để vượt qua.